Chào anh Phụng nha, chào bé Tiên nha. Chốc đâu rồi? Dạ nó về có công chuyện nè anh. Về có công chuyện hả? Dạ. Trời ơi. Anh ghé phải nhà anh nói mới ở lại. Dạ hả? Dạ. Trời ơi, mấy chào quý ông bà cô chú anh chị và các bạn đã đến với video tiếp theo của em nha. Trong buổi tối hôm nay. Bây giờ là hiện tại là em đang đứng ở địa chỉ là 415 Cách Mạng Tháng 8 nè, phường 11 quận 3. À, phường 13. Phường 13 quận 10. Trời ơi, nhầm hoài. Nhầm hoài địa chỉ trên kia. Hả? Đó một bài vậy thôi. Ủa bữa nay giá sầu riêng giống sao rồi là giá sầu riêng bữa nay như thế nào rồi anh? Giá rẻ hả? Cơm thì 400, còn trái là 120 kg. Cơm là 400 anh. Cơm 400 hả? Cơm này còn 400. Định hỏi bà chủ thử, thấy trên báo chí nó đang nói cơm, nói sầu riêng bữa nay đang rẻ quá trời luôn mà. Bèo quéo bèo luôn mà. Cập nhật cho ông bà cô chú anh chị và các bạn xem chứ. Số điện thoại của Trúc á ông bà cô chú. Dạ, Trúc sầu riêng. Hay là gọi là Hiếu Nghĩa sầu riêng. Bây giờ là sầu riêng về quá trời quá đất luôn. Anh Quang bữa nay em đi làm hả? Có làm mới gì vậy? Mới gì về hả? Mới về. Bé Tiên ở đây ngày nay luôn hả? Ồ, bữa nay có mua sân kinh nữa. Thảo quá hả? Cơm sầu riêng quá là chất chất lượng. Còn cái này nữa thôi. Chuyển về đây 415 Cách Mạng Tháng 8 cũng mấy ngày hả? Hôm nay chia sẻ những hình ảnh này đến cho quý ông bà cô chú anh chị và các bạn về sầu riêng rất là nhiều. Mô sinh kinh là bao nhiêu một ký anh Quang em? Dạ 220 anh. 220 ký hả? Dạ. Mô sinh kinh là 220 ký. Cơm thì 750 hay nhiêu á? Cơm là 750. Ông nào này đắt nói nhiều kèo quá. Đắt nói nhiều kèo quá hả?
giới thiệu cho bếp nhà Miêu quá trời luôn. Anh Quang á là thợ khui cũng rất là chuyên nghiệp ở vựa sầu riêng Hiếu Nghĩa đó nha ông bà cô chú anh chị và các bạn. Lúc trước anh nó quay ở đây, anh cũng khui ở đây nè. Sau một thời gian bỏ nghề, hôm nay anh quay trở lại. Anh Quang là chú của bé Trúc. Chú ruột à? Con chú bà con hả? Chú bà con anh. Chú bà con. Chú bác. À bà con chú bác hả? Ui 2 ký ruột cho chú. Sầu riêng Motion King nha ông bà cô chú anh chị và các bạn. Motion King. Quá trời Motion King luôn. Em trai nướng đồ thơm phức luôn á. Anh nào mà muốn nhậu á, ở đây có quán nhậu ốc tự nhiên luôn nè. À, kế bên luôn á. Đây. Thấy không? Đó, địa chỉ luôn nè. Ốc tự nhiên không? Các bạn vô đó nhậu. À, đây là nướng cá kèo, thơm lắm. Luôn. Ông bà cô chú anh chị và các bạn mình ghé mình thưởng thức. Đây là bữa sầu riêng Hiếu Nghĩa. Chào cô nha. Ở dưới kia có bún bò chị Thanh cũng hấp dẫn lắm. Sầu riêng kìa, khách qua mua sầu riêng kìa. Sầu riêng luôn. Dạ. Chú quen rồi. Mua sinh kinh xuất sắc không? Ồ, bữa nay sầu riêng nhiều quá hả? Motion King quá trời luôn á. Motion King là 220 kg nha quý ông bà cô chú anh chị và các bạn. Dạ, tha hồ mà tới lựa Motion King. Chip nữa hả bé đi? Dạ, có hàng chín, có hàng chín này. Hết hàng chín hả? Trời ơi, bán giỏi quá ta. Mùa này sầu riêng bán hết hàng chín đâu mà. Mới vừa cua cho chú khách 2 ký.
chín à, chín à, lách ha. Bé Tiên có một cái, bé Tiên á là có một cái chiêu đó là lách lách sầu riêng. Mấy này bán được không Tiên? Dạ, mấy hôm nay cũng lai rai được anh. Lai rai hả? Bắt đầu vô mùa rồi đúng không? Dạ. Đầu vô mùa rồi lai rai được đúng không? Nói chung á là mùa sầu riêng đến rồi nha ông bà cô chú anh chị và các bạn. Tha hồ mà ghé thưởng thức. Trời ơi, bữa nay nguyên một vựa mua sân kinh luôn á. Nay bà chủ lấy mua sân kinh quá trời. Ông Quang là đi làm gần đây không? Dạ, cũng dần dần cũng đó. À, dần dần đó. Không chín luôn rồi bé Tiên. Ngày mai nó chín nhiều á. Ngày mai là chín nhiều rồi. Bữa nay đi đơn đi siêu thị có không? Dạ có. Có hả? Được mười mấy ký. Trời ơi. Ngon lạch quá hả? Út có quay không? Dạ có. Trời. Chưa anh Út có qua. Dạ hả? Quá hấp dẫn.